Thưa quý vị, vừa qua tại Đà Nẵng, nhóm cộng đồng Google Developer Group miền Trung, GDT Cloud Đà Nẵng phối hợp với Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng đã tổ chức Ngày hội Công nghệ và Khởi nghiệp GDT DevFest miền Trung 2022, thu hút hơn 400 lập trình viên và các bạn trẻ đam mê công nghệ tham gia. Ngày hội Công nghệ và Khởi nghiệp miền Trung đã diễn ra 6 năm liên tiếp tại thành phố Đà Nẵng, qua đó đã tạo dựng được những thành công nhất định, trở thành cộng đồng uy tín để các lập trình viên tại địa phương kết nối và sẻ chia. Năm nay, lần đầu tiên chương trình thực hiện theo mô hình diễn đàn chia sẻ kiến thức học thuật chuyên sâu về công nghệ, bên cạnh các hoạt động gian hàng, trải nghiệm thực tiễn dành riêng cho người tham dự. Dạ, hiện tại thì em nhận thấy là cộng đồng khởi nghiệp đang dần phát triển và tạo điều kiện cơ hội hết mức có thể để cho các bạn sinh viên có thể là thỏa sức cái ý tưởng khởi nghiệp của mình. Và anh nhận thấy đây là một chuyện tiềm năng cho các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên đang có các ý định về mong muốn khởi nghiệp. Và các chương trình hiện tại đã và đang phát triển về để tối ưu nhất có thể để cho các bạn là thỏa sức cái ý tưởng của mình. Đây là một chương trình rất là hữu ích, đặc biệt là với cộng đồng công nghệ và đặc biệt là ở tại địa bàn thành phố Đà Nẵng và cũng như là miền Trung, bởi vì đây sẽ là cơ hội để cho tất cả các bạn, không chỉ là lập trình viên mà các bạn có niềm đam mê về công nghệ, có thể được giao lưu kết nối và có thể mở rộng nhiều hơn những cái kiến thức của mình. Được thiết kế bao gồm 2 phòng hội thảo, 8 phiên chia sẻ, 10 diễn giả uy tín từ hệ sinh thái lập trình viên của Google và các đối tác công nghệ lớn tại địa phương, ngày hội đã mang lại môi trường học tập và giao lưu cho các bạn sinh viên và lập trình viên trẻ, đồng thời kết nối và mang lại những giá trị kiến thức quý giá cho các lập trình viên chuyên nghiệp, cũng như nhận được sự đồng hành của những doanh nghiệp công nghệ thông tin trong nước lẫn quốc tế. Đối với cái hoạt động khởi nghiệp của thành phố Đà Nẵng thì có nhiều lĩnh vực. Và khởi nghiệp Đà Nẵng thì bây giờ cũng đã có một cái vị trí nhất định đối với Việt Nam, cũng xếp vào cái top đầu của Việt Nam. Thì trong đó cái nội dung hoạt động của GDT á, tôi cho rằng là đã có cái đóng góp rất lớn trong cái việc là xây dựng cái hệ sinh thái khởi nghiệp của Đà Nẵng cũng như là của cả nước. Thông qua diễn đàn trao đổi mang tính học thuật chuyên sâu về công nghệ, Ngày hội Công nghệ và Khởi nghiệp miền Trung 2022 đã mang đến những kiến thức mới, những định hướng nghề nghiệp và nắm bắt các xu thế sắp tới trong ngành công nghệ thông tin, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin tại địa phương.